Nga hơn 120 lần tấn công Ukraine, phá hủy nhiều khí tài phương Tây. Ukraine phản công thất bại, Nga giành thế thượng phong. Khoảnh khắc nhân viên cứu hộ Gaza thoát chết khi quả bom của Israel phát nổ. Houthi nã tên lửa vào khu trục hạm Mỹ, Đức tính điều tàu chiến tới Biển Đỏ. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế trên kênh YouTube Báo Lao động. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu bản tin là những tin tức cập nhật về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Thưa quý vị, chiến sự Nga và Ukraine ngày qua vẫn leo thang ở miền Đông Nam. Phía Ukraine cho biết quân đội Nga đã hơn 120 lần tấn công Ukraine, khiến hơn 120 khu định cư bị ảnh hưởng. Trong đó, Nga tuyên bố phá loạt khí tài hạng nặng mà phương Tây viện trợ cho Ukraine. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng các lực lượng Nga đã 32 lần dội tên lửa, 91 lần không kích và 82 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt MLRS và các vị trí tập kết quân và các khu định cư của Ukraine. Các cuộc tấn công của Nga đã gây ra nhiều thương vong cho dân thường, cũng như khiến nhiều nhà ở và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề. Phía Nga liên tục không kích vào hàng trăm khu định cư ở Ukraine. Các đòn nã pháo của quân Nga đã ảnh hưởng đến hơn 120 khu định cư ở các tỉnh Chernihiv, Sumy, Kharkov, Lugansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson và Mykolaiv. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng trong ngày 14 tháng 1, các đơn vị phòng không của Nga đã chặn 23 máy bay không người lái UAV, cũng như 17 quả đạn được phóng từ các hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS và Uragan của Ukraine. Theo bộ này, các lực lượng Nga đã tập kích 7 đơn vị pháo binh Ukraine tại Donetsk trong ngày qua và đã phá hủy một loạt khí tài Ukraine do phương Tây viện trợ, gồm hai hệ thống lựu pháo M777 và một pháo tự hành M119 Mỹ sản xuất, một khẩu pháo tự hành Krav Ba Lan sản xuất, một pháo tự hành AS-90 Anh sản xuất, một pháo tự hành Panzerhaubitz 2000 do Đức sản xuất, một khẩu pháo tự hành Dana Cộng hòa Séc sản xuất, một khẩu pháo D-30. Trong cuộc phỏng vấn với báo Express của Anh, cựu Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki thừa nhận cuộc phản công của Ukraine vào năm 2023 không thành công và Nga chiếm thế thượng phong về mặt chiến lược. Ông Morawiecki nói rằng cuộc xung đột ở Ukraine không đi đúng hướng, đồng thời bày tỏ mối lo ngại lớn của ông với tình huống mà Moscow dường như đã đánh bại Kiev. Ông giải thích rằng Nga có nguồn lực khổng lồ, đồng thời lưu ý rằng khả năng sản xuất quân sự của Moscow vượt trội đáng kể so với khả năng của Liên minh châu Âu-EU. Tuy nhiên, ông Morawiecki cũng lập luận rằng thất bại của Ukraine mang lại cơ hội cho NATO vì khối này đã đưa Phần Lan và Thụy Điển vào Liên minh và đang thức tỉnh các nước như Đan Mạch và Romania. Ông nhận định đây là những quốc gia có tiếng nói nhất trong việc kêu gọi sự chú ý đến mối đe dọa được cho là do Nga gây ra. Ukraine đã phát động một chiến dịch phản công vào đầu tháng 6 năm ngoái, nhưng không giành được bất kỳ bước tiến đáng kể nào, mặc dù được tăng cường với số lượng lớn thiết bị của phương Tây. Vài tháng sau cuộc tấn công, ngay cả các quan chức hàng đầu của Ukraine, bao gồm Ngoại trưởng Dmytro Kuleba, cũng bắt đầu thừa nhận họ không đạt được mục tiêu đề ra. Vào tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin ước tính tỷ lệ tổn thất là 8 trên 1 nghiêng về Moscow. Và đầu tháng 12, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố rằng Kiev đã phải mất hơn 125.000 binh sĩ kể từ đầu mùa hè. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định Ukraine có thể đang tập hợp lại lực lượng nhằm mục tiêu mở rộng một cuộc phản công mới vào năm 2024, sau khi các cuộc tấn công từ tháng 6 năm ngoái không thể xuyên phá được qua tất cả các lớp phòng vệ của Nga. Bộ Quốc phòng Nga vừa hé lộ hình ảnh về một hệ thống chống máy bay không người lái UAV mới được quân đội nước này sử dụng để bảo vệ các xe tăng trong cuộc xung đột ở Ukraine. Theo Sputnik, đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố có cảnh xe tăng chiến đấu chủ lực T-80BVM của nước này công phá một cứ điểm của quân Ukraine. Trong đó có thể thấy hệ thống chống UAV Sania được gắn trên tháp pháo của xe tăng Nga. Một binh sĩ lái xe tăng giải thích Sania có khả năng can thiệp và ngăn chặn liên lạc của UAV của địch, đang cố gắng xâm nhập vào khu vực ảnh hưởng của hệ thống, tạo ra một loại mái vòm bảo vệ xung quanh xe tăng lắp đặt nó. Nhà chức trách không tiết lộ thêm các thông số kỹ thuật của hệ thống Sania. Moscow quả quyết, các đơn vị vũ trang Nga đã trở nên cực kỳ thành thạo trong việc sử dụng UAV chiến đấu và giám sát, cũng như chống lại UAV trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Theo hãng tin RT, phát ngôn viên không quân Ukraine Yuri Ihanat cho biết, ông chắc chắn rằng Kiev cuối cùng sẽ chuyển từ sử dụng máy bay có từ thời Liên Xô cũ sang các chiến đấu cơ của phương Tây, bao gồm F-16 do Mỹ sản xuất và Gripen do Thụy Điển sản xuất. Thụy Điển trước đó cho biết có thể giao Gripen cho Ukraine nhưng cần được NATO chấp nhận.
Tuy nhiên, theo ông Ihanat, cho đến khi quân đội Ukraine chuyển sang sử dụng các máy bay mới, họ sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn về cơ sở hạ tầng khi cố gắng duy trì đồng thời một số loại máy bay khác. Ông Ihanat cho biết, các quốc gia khác có một hoặc nhiều nhất là hai loại máy bay. Tính đến nay, chúng tôi có 4 loại máy bay từ thời Liên Xô cũ. Chúng tôi muốn có những chiếc F-16 của phương Tây, và hơn thế nữa, việc bảo trì và vận hành các loại máy bay khác nhau sẽ vô cùng khó khăn. Hồi năm 2023, các nước phương Tây ra tuyên bố thành lập một liên minh giúp Ukraine sở hữu chiến đấu cơ F-16 và đào tạo phi công cho Kiev. Phía Ukraine hy vọng những chiếc F-16 đầu tiên sẽ được chuyển giao trong năm nay. Hà Lan và Đan Mạch hiện là hai nước dẫn đầu nỗ lực cung cấp F-16 cho Kiev với kế hoạch là 61 chiếc. Tuy nhiên, đầu tháng này, tờ báo Đan Mạch Berlingske đưa tin việc chuyển giao F-16 của nước này cho Kiev sẽ bị trì hoãn tới 6 tháng. Nga đã nhiều lần lên án phương Tây hỗ trợ vũ khí cho Ukraine. Moscow cảnh báo việc Kiev nhận được các máy bay quân sự cũng không thể tạo ra thay đổi lớn ở tiền tuyến và khẳng định sẽ tiêu diệt F-16 như những thiết bị khác mà nước ngoài đã cung cấp cho Ukraine. Xin được chuyển sang những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình căng thẳng tại Trung Đông. Theo lực lượng phòng vệ dân sự Palestine, một quả bom của Israel đã phát nổ tại một khu dân cư tại thành phố Khan Yunis thuộc miền nam dải Gaza. Tờ The Telegraph dẫn đoạn video được PCD công bố cho thấy, các nhân viên cứu hộ Palestine được điều động tới một khu dân cư nằm trong thành phố Khan Yunis để cung cấp dịch vụ y tế cho người dân tại đây sau một vụ không kích của quân đội Israel. Khi họ tiến vào một tòa nhà, quả bom còn sót lại sau vụ không kích nằm trên nóc nhà bất ngờ phát nổ ngay trên đầu của một nhân viên cứu hộ. Vụ nổ đã khiến hai nhân viên cứu hộ đứng gần cửa ra vào căn nhà phải chạy ra ngoài và hô hoán những người khác tới cứu người đồng nghiệp đứng ngay dưới quả bom lúc phát nổ. Rất may, người nhân viên cứu hộ, dù hứng chịu toàn bộ áp lực của quả bom, vẫn có thể bò ra khỏi căn nhà trước khi được đưa lên xe cứu thương. Theo thông báo từ PCD, không ai thiệt mạng trong vụ việc trên. Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Đức Marie-Anne Strack-Zimmermann hôm 14 tháng 1 cho biết, Berlin dự kiến sẽ tham gia vào nhiệm vụ hàng hải với sự góp mặt của nhiều tàu chiến của nước này và cả các quốc gia khác trong Liên minh châu Âu-EU để bảo vệ những con tàu thương mại ở Biển Đỏ. Trang Al-Arabiya dẫn lời bà Strack-Zimmermann, nhiệm vụ đó với sự tham gia của nhiều tàu khu trục tới từ các nước EU sẽ cung cấp sự phòng vệ cho các tàu thương mại. Sáng kiến này nằm dưới sự ủy quyền của EU và có sự tham gia của chiến hạm tới từ nhiều quốc gia khác. Theo bà Strack-Zimmermann, việc Houthi nhắm tới các thương thuyền là sự tấn công nhằm vào tự do thương mại và điều này phải bị đáp trả. Theo kênh CNN, lực lượng Houthi vừa qua đã phóng loạt tên lửa về phía tàu USS Labon đang hoạt động ở phía nam Biển Đỏ. Theo thông tin mà Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đăng trên mạng xã hội X, không có thương tích hoặc thiệt hại nào sau vụ việc. Trước đó, quân đội Mỹ và Anh đã tiến hành không kích hơn 10 địa điểm của lực lượng Houthi tại Yemen, trong một cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn bằng tên lửa Tomahawk phóng từ tàu chiến và các chiến đấu cơ. Mục tiêu của cuộc không kích này gồm các trung tâm hậu cần, hệ thống phòng không và các địa điểm cất giấu vũ khí của Houthi. Các cuộc không kích trên đánh dấu phản ứng đầu tiên của quân đội Mỹ nhằm đáp trả chiến dịch tấn công mà Houthi thực hiện nhằm vào các tàu thương mại trên Biển Đỏ kể từ sau khi nổ ra cuộc xung đột giữa Hamas và Israel tại dải Gaza. Mỹ và Anh đã bảo vệ tính hợp pháp của các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen sau các đợt tấn công trên Biển Đỏ, trong khi Nga và Trung Quốc cáo buộc các nước phương Tây này đang làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Các diễn biến trên xảy ra khi nhiều bên lo ngại rằng cuộc chiến Israel-Hamas sẽ mở rộng hơn nữa khắp Trung Đông, liên quan đến các lực lượng như Houthi ở Yemen và Hezbollah ở Liban. Anh đang có kế hoạch cử 20.000 quân nhân làm nhiệm vụ trên khắp châu Âu, trong cuộc tập trận lớn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO trong nửa đầu năm nay, cùng với các tàu và máy bay chiến đấu. Theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng Anh, 16.000 binh lính Anh sẽ làm nhiệm vụ tại Đông Âu trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 6. Một nhóm tác chiến tàu sân bay, các máy bay tấn công F-35B Lightning và máy bay giám sát cũng sẽ được triển khai. Chương trình tập trận hậu vệ kiên định của NATO năm nay diễn ra vào dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Liên minh. Bộ trưởng Quốc phòng Grenshaw tuyên bố, hôm nay tôi có thể thông báo Anh sẽ cử khoảng 20.000 quân nhân tham gia một trong những đợt điều quân lớn nhất của NATO kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh. NATO tăng quân số sẵn sàng chiến đấu sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào đầu năm ngoái, đồng thời tiếp tục hỗ trợ Kiev về quân sự, kinh tế và nhân đạo. Ông Sharp cho biết thêm về cuộc tập trận, lực lượng của chúng tôi sẽ tham gia với các lực lượng đối tác từ những quốc gia NATO cộng với Thụy Điển, tạo nên sự bảo đảm quan trọng trước mối đe dọa từ Nga.
Tuần trước, Thủ tướng Anh Rishi Sunak thông báo London sẽ gia tăng hỗ trợ cho Ukraine trong năm tài chính tiếp theo lên 2,5 tỷ bảng, tương đương 3,19 tỷ đô la Mỹ, tăng 200 triệu bảng so với 2 năm trước. Chương trình xin được tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Tại buổi vận động tranh cử ở bang Iowa, cựu Tổng thống Donald Trump khẳng định ông đã có mối quan hệ cá nhân tốt với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và điều này giúp nước Mỹ an toàn khi ông còn nắm quyền. Theo Yonhap, giữa lời ông Trump cho biết, ông Kim là một người thông minh và rất cứng rắn, nhưng ông ấy thực sự yêu quý tôi và chúng tôi có mối quan hệ cá nhân rất tốt. Vào thời điểm đó, tất cả chúng ta đều an toàn. Cựu Tổng thống Mỹ nhấn mạnh Washington và Bình Nhưỡng từng đứng trước nguy cơ xung đột trực tiếp, nhưng ông và ông Kim đã thành công hạ nhiệt căng thẳng. Ông tiết lộ, Triều Tiên có một kho vũ khí hạt nhân không thua kém bất kỳ ai, vì vậy tôi và ông Kim đã làm rất tốt. Trong thời gian giữ chức Tổng thống Mỹ năm 2017 đến năm 2021, ông Trump đã có 3 lần gặp mặt trực tiếp với ông Kim Jong-un. Sau khi rời khỏi Nhà Trắng, ông Trump vẫn nhiều lần nhắc tới mối quan hệ cá nhân tốt đẹp với nhà lãnh đạo Triều Tiên. Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi Triều Tiên công bố thử thành công tên lửa đạn đạo mang đầu đạn siêu vượt âm vào ngày 14 tháng 1. Đây là vụ phóng tên lửa đầu tiên của Bình Nhưỡng trong năm 2024 nhằm kiểm tra động cơ nhiên liệu rắn đa tầng mới phát triển. Quân đội Hàn Quốc cho biết tên lửa của Triều Tiên đã bay khoảng 1.000 km trước khi rơi xuống biển. Đài CNN ngày 15 tháng 1 đưa tin, hiệu trưởng của trường trung học Perry, bang Iowa, Mỹ, Dan Marburger đã không qua khỏi sau khi bị thương nặng vì dũng cảm cứu các học sinh trong vụ xả súng tại trường. Theo bà Elizabeth Marburger, vợ của vị hiệu trưởng 57 tuổi cho biết, vào khoảng 8 giờ ngày 14 tháng 1, Dan đã thua cuộc chiến. Anh ấy đã rất cố gắng và cho chúng tôi 10 ngày mà chúng tôi sẽ trân quý mãi. Vụ xả súng xảy ra vào hôm 4 tháng 1 và ngày đầu tiên trường học mở lại sau kỳ nghỉ đông, khiến một học sinh thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Hung thủ Dylan Butler, 17 tuổi, thiệt mạng ngay sau đó và cơ quan điều tra cho rằng nguyên nhân là tự sát bằng súng. Chưa rõ động cơ gây án, nhưng hung thủ từng là nạn nhân của tình trạng bắt nạt học đường trong nhiều năm. Con gái ông là cô Claire Marburger cho biết, cơ quan chức năng cho biết ông Marburger bị bắn nhiều phát khi cứu các học sinh bằng cách nói chuyện và làm hung thủ phân tâm. Cô cho biết, khi nghe nói về tay súng, ngay lập tức tôi có cảm giác bố mình sẽ trở thành nạn nhân vì ông sẽ tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm vì lợi ích của bọn trẻ và nhân viên. Hoàn toàn không có gì ngạc nhiên khi biết ông ấy cố gắng tiếp cận và nói chuyện với Dylan nhằm đánh lạc hướng anh ta để một số học sinh ra khỏi nhà ăn. Sở An toàn Công cộng Iowa cho hay, hiệu trưởng Marburger đã hành động vô tư và đặt mình vào nguy hiểm nhằm bảo vệ các học sinh. Theo học khu cộng đồng Perry, ông Marburger đã làm việc tại các trường học ở Perry trong ít nhất 25 năm. Thống đốc Iowa Kim Reynolds ra lệnh treo cờ rủ vào ngày 14 tháng 1 để tưởng niệm. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự quốc tế trên kênh YouTube Báo Lao động của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu yêu thích chương trình, quý vị đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ chúng tôi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!